Xin chào các em, chúng ta sang bài một số ID là 406. Bài tiếp theo liên quan đến phần biện luận cho P và biện luận cho c, thầy mô tả cho các bạn để các bạn có thể tham khảo. À, với bài toán này có một cách đau đẳng hóa các bạn có thể làm được. Thầy giới thiệu để các bạn nào đó mà các bạn làm các bạn có thể chủ động. Ở đây thầy cho các bạn đây là ST này là đơn chức không biết noi đói. ET này cũng vậy hai chức không biết noi đói. Như vậy đơn chức thầy lấy cho no luôn là HCOO CH3. Đó hai chức của thầy ở đây thầy lấy là tối thiểu là C4 H6 O4 cắt CH2 ra ngoài và H2 của thầy được cắt được bù lại khi thầy bơm hydro vào cho no đặt ẩn A B C và D kem giải hệ tìm ra A B C D sau đó kem ghép ghép P đó là ghép hydro đó sau đó ghép C là ghép uh, carbon đó thì kem cũng tìm ra đáp án tương ứng đó nhưng mà bài này chủ yếu thầy thấy được cách số 2 Đó Cách số 2 của thầy ở đây Thầy xử lý như sau Thứ nhất Việc đầu tiên là thầy xử lý han côn trước Han côn này của thầy là gì đây No Có cùng Có số từ carbon liên tiếp À thế thì thầy có như sau Thầy ký hiệu là E của thầy Cộng với NaOH vừa đủ Thì thu được muối Cộng với ancol Ancol này của thầy đốt cháy lên thì kết quả thầy thu được CO2 và nước. Nước của thầy ở đây bằng 0,26. Khối lượng ancol là 7,472. Muối đốt cháy lên thì thu được CO2 bằng 0,375. Na2CO3 thì bằng 0,075 và nước của thầy sẽ bằng 0,185, rất là nhiều thông tin. Như vậy, chúng ta xử lý từng thông tin một. Thông tin đầu tiên là thông tin về Na2CO3. Na2CO3 là 0,075 mol thì suy ra NaOH bảo toàn natri sẽ là 0,15. Như vậy kết quả các em có ở đây là 0,15. Đó. NaOH 0,15 thì thầy dùng quan hệ mol thầy suy ra COO bằng với OH trong ancol bằng NaOH bằng 0,15. Tiếp theo, bây giờ thầy xử lý từng phần một, xử lý ancol trước. Ancol của thầy, thầy quy thành C và H2 và oxy. Thì C của thầy ở đây, H2 tính được luôn là 0,26. Oxy của thầy bằng với số mol OH bằng 0,15. Vậy bảo toàn khối lượng, các em có 4,72, các em trừ đi hiđro trừ oxy và chia 12 kết quả các em tìm ra được là 0,15 0,15 0,15 thì các em chú ý hộ thầy có một điểm rất là hay là số C Mon C bằng số mon OH oxy thì tức là số mon của C số C bằng với số OH như vậy các em chỉ có hai rượu thỏa mãn thôi là CH3 OH 1 C 1 OH và 2 C 2 OH là CH4 OH tất cả hai lần và thỏa mãn là có số C hơn kém nhau một carbon tức là liên tiếp các em sử dụng vinh khối lượng để các em tìm ra được số mol của từng thằng một thì các em tìm ra được số mol của rượu metallic của thầy bằng 0,07 mol và rượu thứ hai là bằng 0,04 mol nghĩa là số mol hỗn hợp rượu của thầy bằng 0,11 mol số mol hỗn hợp rượu 0,11 mol thì các em chú ý thầy đây là rượu đa chức vậy suy ra tổng số mol rượu thì chính bằng tổng số mol este suy este bằng 0,11 mol đó. Như vậy thầy xử lý xong ancol. Bây giờ sang ete. Thế thì ete thầy xử lý như thế nào? Đầu tiên thầy tìm ra công thức của hai ete trước. Thầy ký hiệu E1 là đơn chức. E2 là hai chức. Và thầy có tổng số mol là 0,11. Thầy dùng vinh COO. CO là 0,15. Vậy cái ete hai chức này sẽ bằng 0,04. Kem lên 0,15 trừ 0,11. 11 Vậy ETE số 2 của thầy sẽ bằng 0,07 mol Hoặc các em lấy ngay trực tiếp từ số mol của rượu này cũng được Rượu của thầy là 0,04 Thì đây phải 0,04 Đây là 0,07 ETE đơn chức sẽ là 0,07 Đó Bây giờ việc đầu tiên là thầy tìm ra C trước Tìm ra C trước À thầy bảo toàn carbon Bảo toàn C Thầy tìm ra tổng C trong ETE sẽ bằng Các em cộng tất cả các C vào C trong CO2 cộng C trong N là A2CO3 cộng với C trong rượu. Vậy kết quả C các em tìm ra bằng 0,6. 0,6 thì suy ra thầy biện luận cho C Thầy có là 0,07 nhân C1 cộng 0,04 nhân C2 bằng 0,6 Và các em biện luận để tìm ra C thì chỉ có nghiệm thỏa mãn Bây giờ thầy cho C1 chạy và C2 chạy Thì C1 tối thiểu là phải Ở đây thầy có là chưa biết no hay đói đúng không thầy thấy cho chạy thôi nếu như bạn nào đến đây mà thấy khó chạy mà nhiều nghiệm quá thì các em có thể là biện luận sau cũng được để thầy tìm pi trước thầy dồn st thành coo c và h 2 thì coo thầy là 0,15 mol c bảo toàn c thầy có là 0,16 trừ đi 0,15 vậy 0,4 mol à 0.45 mol xin lỗi 15 mol ok Hero của thầy bảo toàn hero Hero trong rượu Cộng hero trong muối Trừ hero trong nào hát Thì xoay hero trong e Kết quả thầy tìm ra bằng Là 0,37 mol Như vậy thầy ép nó thành no Thì kết quả thầy có là gì đây COO là 0,15 CH2 của thầy là 0,45 Và H2 của thầy ở đây No nó sẽ bằng số mol ST là 0,11 Vậy kết quả là thầy sẽ có khi ghép nó vào thực tế của thầy chỉ có là COO là 0,15 CH2 của thầy là bằng 0,45 thì hydro của thầy sẽ là âm đó của thầy ở đây sẽ bằng là âm âm ở đây là âm 0,08 0,08 vậy vinh giữa hydro ở đây và hydro ở đây chính là số mol Fp vậy kết quả thầy có tổng số mol Pi ở gốc có số mol bằng 0,11 trừ đi trừ 0,08 bằng 0,19 mol mol pi. Như vậy thầy sẽ biện luận cho pi trước, sau đó biện luận cho c sau. Thì thầy có như sau, pi của thầy ở đây là 0,19 sẽ phải bằng 0,07 nhân với 1 cộng 0,04 nhân với 4. À nhân với nhân với 3 0,12 đúng không? Ok. Như vậy chất ET số 1 là ET tối thiểu phải có 1 pi. Vậy thầy có là CH2 lối đôi CH COO CH3. Đó. Cái ET là, là tối thiểu nhá. ET thứ hai của thầy ở đây có 3 pi. 3 pi mà thầy thu được mấy muối? 3 pi đề thi không nói gì đến mấy muối cả. À như vậy nó có 3 pi. 3 pi của thầy thì 3 pi ở gốc của thầy thì tối thiểu của thầy là mấy C? Thầy có là CH2 COO nối với ở đây thầy có là à Thầy 2 trước cơ. CO là C thầy viết dưới nhé C2H4. OOC nối C nối 3 với CH, đây là số C bé nhất. Số C bé nhất. Như vậy kết quả là thầy có tối thiểu là 4, vậy thầy cho chạy. C1 là tối thiểu là 4. Thì kết quả thầy tìm ra C1 của thầy là 4. Thầy viết dưới nhé. C1 là 4 và C2 thay vào thì sẽ bằng 8. Như vậy, thầy tìm được C rồi, tìm được P rồi thì ghép vào là xong. C1 bằng 4 thì chính là cái ST cần tìm là ST ban đầu, ST min. C2 bằng 8, đến là đủ 8 cơ. Phải có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, chính xác rồi. Đây chính là hai ST bé nhất. hai ST min chính là hai ST cần tìm luôn. Đó. Và thầy có số mon là 0,07 và số mol bon là 0,04. Kết quả đề thi hỏi rằng là phần trăm khối lượng của x ở trong là bao nhiêu? Thì các em nhân vào và chia ra thì kết quả nó sẽ bằng là 47,25%. Đó. Một cái bài điển hình cho phần biện luận Pi và biện luận C để các em thấy cái độ khó của nó.